Thì cô chú anh chị, thì hôm nay cái người đàn ông mà quyền lực nhất đó là ông Sáu của bé Khánh Hưng. Thì ông Sáu bé Khánh Hưng theo tìm hiểu thì ông Sáu năm nay 45 tuổi, vẫn còn đang độc thân. Ông Sáu là người mà đã dìu dắt Khánh Hưng trên cái con đường đờn ca tài tử để cho Khánh Hưng có đến thời điểm hôm nay. Thì trước mặt đó là ông Sáu. Hôm nay thì có dịp thì ông Sáu sẽ hòa tấu với lại bé Khánh Hưng cho cả nhà mình nghe bài Lý Tương Phùng và hai câu vọng cổ 1-2 dây kép. Cảm ơn ông Sáu nhiều luôn, cảm ơn bé Khánh Hưng nha.